Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Lyon. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mình máy pha cà phê Gemilite 3200, một phiên bản chuyên dành cho những quán cà phê Mandy, Chat Away, rất là phù hợp cho những cái mô hình nhỏ. Anh chị hãy theo trên tôi. Thì trước mắt của chúng ta đang là phiên bản CRM 3200B, là một trong những cái phiên bản mới nhất của tập đoàn Gemilite. Thì máy pha trước mắt chúng ta với công suất một ngày pha là 120 ly, pha liên tục 1 giờ là 30 ly. Nó sẽ tốt hơn so với những cái dòng máy pha một rút khác trên thị trường hiện nay. Thì Gemilite là một thương hiệu sản xuất máy pha cà phê uy tín, chất lượng. Tất cả các sản phẩm của Gemilite đều đạt chứng nhận an toàn, bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Sản phẩm của Gemilite được công ty cà phê Lyon bảo hành là 12 tháng, linh kiện thay thế nhập khẩu chính hãng thì chúng tôi luôn có sẵn. Thì chúng tôi sẽ, trong clip này tôi sẽ giới thiệu một số cái tính năng nổi bật của sản phẩm CRM 3200B của hãng Gemilite như sau. Thì chúng ta sẽ thấy một cái khay chứa nước đằng sau. Thì so với thị trường hiện nay thì khi mà anh chị mua máy thì anh chị sẽ phải châm nước đằng sau. Nhưng mà đến với công ty cà phê Lyon, chúng tôi sẽ chế thêm một bộ hút nước tự động để cho anh chị không cần lúc nào cũng phải châm nước, rất là thuận tiện trong việc kinh doanh, buôn bán của mình. Thì ngoài ra, tất cả trên các bảng đèn LED này thì anh chị đều thấy là những cái phím rất là sáng đèn, nổi bật. Với phím chỉ cần một chạm thôi thì chúng ta đã có thể hoạt động một cách tốt nhất trong quá trình mình pha chế một ly cà phê espresso. Rồi, máy thì chúng ta sẽ được trang bị hai nồi bơm ở bên trong, rất là mạnh mẽ. Và đây là cái tay cầm tiêu chuẩn quốc tế với đường kính là 58mm. Đó. Thì cái tay cầm này là một cái dạng tiêu chuẩn, một cái size kích thước của quốc tế nha anh chị. Đó, nên vì thế mình thay thế hay là mình sử dụng, nó rất là đúng chuẩn. Thì ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được cái đây là cái kim đồng hồ chỉ áp suất. Thì áp suất này thể hiện điều gì? Nó sẽ làm cho cà phê chiết xuất ra mạnh mẽ hơn, ngon hơn. Nếu như áp suất ở trên bên trong thì tốt, ok. Thì khi anh chị mua máy của từ công ty cà phê Lyon thì chúng tôi sẽ cải tiến về áp suất so với thị trường, nó sẽ mạnh hơn và nó chiết xuất ra cà phê sẽ có một cái vị đậm hơn. Thì điện áp mà anh chị sử dụng thì anh chị sử dụng là điện áp 220V. Kích thước của máy thì nghe kèm độ cao thì nó khoảng tầm 50cm. Rồi còn bề ngang này thì khoảng tầm 40, bề ngang là khoảng tầm 40. Và độ sâu thì khoảng tầm 50cm. Trọng lượng của máy thì khoảng tầm 16kg tới 20kg. Rất là nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển hay là lắp đặt. Thì khi mà anh chị mua máy của công ty cà phê Lyon chúng tôi thì chúng tôi sẽ lắp đặt tận nơi cho mình, để mình thoải mái trong vấn đề mà mình không cần phải đi tới đi lui đó. Thì hiện nay thì nguyên một bộ máy, một bộ combo luôn. Thì một bộ combo tức là sao? Là bao gồm cả máy pha, máy xay và những cái dụng cụ pha chế như thế này. Thì và đồng thời khi mà anh chị mua bộ này từ công ty cà phê Lyon thì chúng tôi sẽ tặng thêm cho mình 12 món. Thì khoảng tầm 20 triệu đồng là mình đã thể sở hữu một cái bộ hoành tráng như thế này rồi. Thì trong cái phân khúc tầm 20 triệu đồng thì máy pha cà phê Gemilite 3200 là một trong những sự lựa chọn mà tối ưu và thông minh nhất của người mua hàng. Đó. Thì đến với công ty cà phê Lyon, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng máy, bao gồm là cách xay, cách nhấn, rồi chiết xuất dòng chảy cà phê lớp Dramai sao cho tốt nhất. Rồi thứ hai là chúng tôi sẽ hướng dẫn về cái công thức pha chế cà phê đen, cà phê sữa, bạc xỉu và những cái món đi kèm như là trà đào, soda, mojito. Đó. Và đồng thời chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị là 12 tháng bảo hành, bảo trì. Bảo hành tức là sao? Bảo hành tức là anh chị mà bị hư cái linh kiện bên trong thì chúng tôi sẽ thay một cách miễn phí. Còn nếu mà bảo trì tức là đội ngũ kỹ thuật của công ty cà phê Lyon sẽ xuống và sẽ kiểm tra bảo trì cho mình thường xuyên để xem mình có bị pha bị sai hay không. Rồi những cái chức năng nút anh chị có hiểu rõ hay không để chúng tôi hỗ trợ cho mình một cách tốt nhất. Thì ngoài ra thì anh chị sẽ được mua cà phê
với giá xỉ từ nhà máy sản xuất của chính công ty Lion. Thì giá xỉ tức là mua tận gốc á, đó thì nó sẽ tối ưu cái giá cốt của mình. Cái giá vốn của mình thấp thì mình mới kinh doanh lợi nhuận được thành công được. Còn nếu mà giá vốn mình nhập vào, tức là giá mua cà phê cao, thì nó rất là khó để cho anh chị kinh doanh đó. Thì công ty cà phê thì chúng tôi có để sẵn một cái đường link bao gồm là giá mua bộ máy này, giá cà phê bao nhiêu, thì chúng tôi để dưới cái bình luận á, anh chị có thể click vào đó để anh chị xem chi tiết nếu mà anh chị muốn coi lại kỹ hơn đó. Thì trong clip này thì tôi đã phân tích sơ lược cơ bản về dòng máy pha Gamilite 3002 đó. Thì trước mắt của mình là đang là phiên bản 3002B, một phiên bản tốt nhất của tập đoàn Gamilite đó. Thì anh chị nào mà muốn mua máy pha Gamilite thì anh chị hãy gọi vào số hotline ở phía dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại cho mình. Cảm ơn các anh chị đã tham gia và xem cái clip này. Cảm ơn các anh chị.